Chúng con như chúng con thứ hai, con ở chúng con xin cho để chúng con tha cho phạm tội chúng cứu con ra khỏi sự dữ. Amen. Thánh Maria, đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ hô tội khi nay và trong giờ lâm tư. Amen. Thánh Maria, đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ hô tội khi nay và trong giờ lâm tư. Amen. Thánh Maria, đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ hô tội khi nay và trong giờ lâm tư. Amen. Thánh Maria, đức mẹ Chúa lời cầu cho chúng con là kẻ hô tội khi nay và trong giờ lâm tư. Amen. Thánh Maria, đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ hô tội khi nay và trong giờ lâm tư. Amen. Ra khỏi xương vô cùng và bây giờ và khó và đời đời sống cùng. Amen.